tại các nước phát triển, VR được ứng dụng trong mọi lĩnh vực, khoa học kỹ thuật, kiến trúc, quân sự, giải trí, thương mại dịch vụ. VR được sử dụng phổ biến nhất trong các ứng dụng giải trí, du lịch, địa ốc và đáp ứng mọi nhu cầu, nghiên cứu, giáo dục. Ồ, vậy công nghệ VR là gì nhỉ? Thực tế ảo, Virtual Reality hay còn gọi là VR, là một trải nghiệm mô phỏng có thể giống hoặc khác hoàn toàn với thế giới thực. Hiện tại các hệ thống VR tiêu chuẩn sử dụng thiết bị VR hoặc môi trường nhiều dự án để tạo ra hình ảnh thực tế, âm thanh và các cảm giác khác mô phỏng sự hiện diện vật lý của người dùng trong môi trường ảo. Người dùng có thể nhìn xung quanh thế giới nhân tạo, di chuyển xung quanh và tương tác với các tính năng hoặc vật phẩm ảo. Đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh, sự phát triển của VR mang đến cơ hội và kênh thay thế cho tiếp thị kỹ thuật số, là một nền tảng mới cho thương mại điện tử, đặc biệt là trong nỗ lực thách thức các nhà bán lẻ truyền thống. Ngoài ra, VR còn được ứng dụng trong một số lĩnh vực cụ thể như sản xuất, robot, hiển thị thông tin,